Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng mình sẽ đi từ thiện giống như là đợt trước. Video trước mình nói là mỗi một tháng mình sẽ đi một lần. Yeah, vẫn là anh tài xế cũ. Ok, vẫn là anh tài xế cũ chở mình đi từ thiện. Ok, chúng ta sẽ tiến hành theo em. Thì bị mất, vợ thì bây giờ phải nuôi cả 4-5 đứa con thơ, làm ve chai, giờ chị chưa về. Thì chiều chúng ta sẽ ghé, có hai ông bà bị tai biến, nhà bên kia có một anh bị khuyết tật và mẹ bị bệnh viêm đa khớp. Ở chùa Vạn Phước Sự ở thành phố Vũng Tàu. Thì sáng giờ tụi mình đã đi từ thiện hết 6 nhà rồi. Ok, và đến bây giờ là đã kết thúc video rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.